Tăng. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kinh nghiệm học Android của Team Coder. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái loạt bài về Android Lite. Ở bài trước, bài số 12 thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái example. Mình thiết kế một cái tăng Recycle View hiển thị danh sách giống như app Instagram. Thì bạn nào chưa xem thì các bạn có thể vào lại cái danh sách Android Lite bài số 12 của mình để theo dõi lại nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tăng Lite nữa trong Android có tên là Expandable Lite View. Đây. Đây chính là một cái tutorial mà mình đã chuẩn bị từ trước này. Đó, đây là một cái dạng lead mà chúng ta sẽ sử dụng nếu như mà các bạn muốn nó hiển thị layout như thế này. Tức là chúng ta có một lead các category chẳng hạn, hoặc là một lead group gì đó, mà mỗi một thằng group nó lại có một số những cái item con ở bên trong như thế này. Ok, thì đây các bạn nhìn thấy này, chúng ta có thể expand, tức là mở rộng cái này ra, hoặc là collapse cái item của nó lại. Ok, đó, rất là đẹp như thế này. Thì trước đây ấy, nếu như mà các bạn muốn thực hiện một cái list như thế này thì nó rất là vất vả, các bạn phải custom. Tuy nhiên bây giờ thì thằng Android nó đã hỗ trợ cho chúng ta một cái thằng, và cái tên của nó chính là cái thằng Expandable List View luôn. Và bài hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm thế nào để chúng ta sử dụng cái thằng list này. Ok, rồi, đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một cái project mới trong Android. Ở đây thì mình tạo rồi và mình đặt tên là Expandable List View Tutorial. Chúng ta hãy cùng đi thiết kế giao diện. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ vào trong cái thằng Activity Main để chúng ta thiết kế cái giao diện. Ở đây thì mình sẽ không sử dụng cái thằng Contract Now này mà mình sử dụng một cái thằng Linear Layout cho nó đơn giản. Đây, ok, mình sẽ xóa cái thằng Text View nó gen mặc định cho chúng ta đi. Rồi, trong cái thằng này thì các bạn gõ cho mình một cái thằng. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái thằng Expandable List View. Đây các bạn giữ control, các bạn chỉ vào đây thì nó sẽ nằm ở trong cái thằng Android API 29 Platform. Ok, chúng ta không cần phải import thư viện ở đâu cả. Ở đây thì mình cái width của nó mình sẽ để là mat parent. Ok, cái head của nó thì mình cũng để là mat parent luôn. Đây mình sẽ đóng ngoặc như thế này cho nó gọn. Đây các bạn nhìn thấy. Đó, thì mặc định khi mà các bạn khai báo cái này thì các bạn nhìn ở bên preview này, nó đã gen cho chúng ta một cái thằng lead. Đây chúng ta có cái dạng giống như mà mình demo lúc ban đầu như thế này rồi. Đó, đây chính là cái thằng lead mà chúng ta sẽ sử dụng. Ở đây thì mình sẽ thực hiện padding một chút, 10 dp. Ok, rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái thuộc tính ở trong cái thằng expandable này mà các bạn sẽ sử dụng. Đầu tiên là cái đây, cái đường này là gọi là cái đường divider. Thì các bạn có hoàn toàn có thể custom nó. Mình đây các bạn gõ divider như thế này, các bạn có thể set color cho nó. Mình ví dụ như ở đây mình set cho nó cái color là màu hồng như này chẳng hạn. Ok, rồi mình sẽ set cho nó cái divider head. Ở đây tính là cái độ dày của cái divider. Mình ví dụ ở đây mình sẽ để là 1 dp. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đó, nó đã gen cho chúng ta cái đường kẻ màu hồng như này. Ok, rồi tiếp theo là một cái thuộc tính nữa. Đây các bạn gõ chữ scroll bar cho mình và các bạn chọn là none như này. Lý do tại sao thì khi mà cái list này nó có nhiều item ấy thì nó sẽ có một cái scroll bar ở bên này, nhìn nó rất là xấu. Chúng ta cứ scroll bình thường, tuy nhiên là chúng ta sẽ ẩn cái scroll bar đi thì nhìn cái list của chúng ta sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, ok, đây là một số trường mà các bạn cần phải lưu ý. Rồi ở đây thì mình sẽ khai báo cho nó một cái id. Mình đặt là đây, mình đặt là cái này luôn. Ok, đó, rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái tutorial. Chúng ta phải thiết kế layout item cho cái thằng list view này. Thì các bạn để ý cho mình, chúng ta sẽ có hai cái loại layout item. Item thứ nhất đó chính là layout item của cái thằng group. Đây ở đây mình có ba cái group này. Ok, cái layout item thứ hai là cái item ở bên trong cái thằng group đó. Đó, chúng ta sẽ cùng thiết kế lần lượt. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra một cái file layout XML. Đây mình sẽ đặt là layout item group. Ok, rồi đây, trong cái thằng layout item group này thì các bạn có thể sử dụng cái này luôn. Chúng ta có thể khai báo thẳng ở đây một cái text view cũng được. Đây chúng ta sẽ để width của nó là mat parent, hết là wrap content. Ở đây thì mình sẽ set cho nó một cái text, mình ví dụ như là cái app name chẳng hạn, để cho các bạn nhìn nó sẽ như thế nào ở bên preview. Ở đây thì mình sẽ đóng ngoặc như thế này cho nó gọn. Đây mình sẽ xóa cái này đi. Ok, rồi cái text size mình sẽ để, mình ví dụ như là 16 sb. Text color mình sẽ để là màu black như thế này.
Textile đây, chúng ta sẽ để chữ in đậm lên. Đây các bạn nhìn thấy bên này này. Ok. Ở đây thì mình sẽ thực hiện một cái padding, mình để ví dụ như ở đây là 40 dp chẳng hạn như thế này. Đó, rất là đơn giản thôi. Ở đây thì mình sẽ đặt cho nó một cái ID. Text view group. Ok. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ thiết kế một cái layout item đây ở dưới này. Đó, thì mình sẽ copy từ thằng này luôn. Đây mình sẽ đặt là layout item. Ok. Rồi, ở đây thì mình text size mình sẽ cho nó nhỏ hơn một chút như thế này. Đó. Ở đây thì mình sẽ bỏ cái kiểu in đậm này đi, như này thôi. Ở đây padding start thì mình sẽ để là 40 dp. Còn padding top mình để là 10 dp. Padding bottom 10 dp. Đây các bạn nhìn thấy này. Ok. Thì tại sao mình lại padding start 40 dp? Thì các bạn để ý cho mình cái tutorial này. Đây, cái thằng item với lại cái thằng group ở trên này nó đang thẳng hàng nhau bởi vì là chúng ta căn chỉnh 40 và trong này là cũng là 40. Đó các bạn chú ý cho mình nhá. Rồi, ở đây thì mình sẽ khai báo cho nó một cái ID, mình sẽ thay cái này là text view item. Đó, rất là nhanh chóng chúng ta đã thiết kế xong hai cái file item. Thiết kế xong file item thì chúng ta sẽ vào trong code để chúng ta thiết kế cái adapter. Thì trước khi adapter thì các bạn tạo cho mình hai cái object. Đầu tiên là cái object mình sẽ đặt là item object. Đây. Trong thằng item object này mình ví dụ như ở đây nó có hai cái thuộc tính, thuộc tính đầu tiên đó chính là ID. Thuộc tính thứ hai string name như thế này. Đó, các bạn khai báo xong thì các bạn ấn Old Insert, chúng ta tạo hàm constructor tương ứng và hàm getter and setter. Rồi, đó chính là cái item object. Tiếp theo là sẽ thằng group. Đây. Group object như này. Mình ấn ok. Trong này cũng tương tự. Mình sẽ khai báo thuộc tính đó là ID private string name và mình cũng tạo constructor cũng như là getter setter tương ứng. Đó. Vậy là mình đã tạo xong hai cái đối tượng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thiết kế cái file adapter. Đây mình sẽ đặt là mình ví dụ như là expandable adapter. List view adapter. Ok. Rồi. Trong thằng này thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Đầu tiên thì cái thằng class mà các bạn khai báo này thì chúng ta sẽ extend từ một thằng. Đây, các bạn gõ base expandable list adapter. Đó của thằng android.widget. Thì sau khi mà các bạn extend thằng này thì nó sẽ bắt chúng ta override, các bạn ấn on enter nó sẽ bắt chúng ta implement lại tất cả những cái method của cái thằng adapter này. Thì các bạn ấn ok. Đây, các bạn đầu tiên thì các bạn nhìn thì nó có rất nhiều các cái method như thế này thôi. Tuy nhiên nó sẽ chia ra làm hai loại, một loại là của thằng group. Đây, nó có chữ group là của thằng group, còn có chữ child này hoặc là đây chữ child này là nó là của thằng item. Đó, rất là đơn giản thôi. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi thiết kế lần lượt. Đầu tiên thì các bạn cần khai báo cho mình một cái private này, một list. Đây, kiểu dữ liệu đó chính là group object. Đây, chúng ta sẽ có một list group. Ok. Đây, list group này gồm có mũ nón, giày dép, quần áo này. Tiếp theo là các bạn khai báo cho mình một cái kiểu, đó là kiểu map như thế này. Đây, trong thằng map này thì các bạn sẽ truyền vào đây hai cái kiểu. Kiểu đầu tiên đó chính là một cái group object. Và kiểu thứ hai là chúng ta sẽ truyền vào đây là một list các item object. Đó, đây, mình sẽ khai báo trước rồi mình sẽ giải thích cho các bạn sau. Item object như thế này. Mình ví dụ như đây là list item. Ok. Thì cái này rất dễ hiểu để các bạn đây các bạn nhìn này. Với mỗi một thằng group như này thì nó lại có một list các item, cho nên là chúng ta sẽ có một cái kiểu đó là tương ứng group này sẽ tương ứng với list item nào. Ok. Rồi. Thì sau khi khai báo xong hai thằng này thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái hàm constructor của cái thằng adapter này. Các bạn ấn on insert này, chúng ta constructor và chúng ta sẽ chọn hai cái tham số mà chúng ta khai báo ở trên luôn. Đó. Rất đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi thiết kế những cái hàm mà chúng ta override ở dưới này.
Đầu tiên là cái hàm get group count. Thì đây, chúng ta sẽ return ra cái thằng này. Đây các bạn check cho mình này. Nếu như mà cái thằng list group này mà nó khác bằng null thì các bạn sẽ return cho mình mlist group chấm size chấm phẩy. Còn nếu không thì chúng ta sẽ return là không. Ok. Rồi, đến thằng child count thì các bạn đẩy cho mình với thằng này thì các bạn cứ xử lý từng cặp một. Các bạn xử lý thằng group thì các bạn xử lý luôn cái hàm tương ứng của cái thằng child. Đây, get item count. Thì đây là có một cái group position này, các bạn sẽ return. Đây các bạn check cho mình. Nếu như đây mà cái mlist group này khác bằng null and mlist item khác bằng null thì chúng ta sẽ return đây mlist chấm get. Đây thằng mlist item là cái thằng này nhá, chấm get này. Thì ở đây các bạn lại gọi thêm cái thằng group này chấm get. Đây các bạn truyền cái group position vào đây chấm size. Ok. Còn nếu không thì chúng ta sẽ return không. Đó. Thì bởi vì là cái list item này nó đều có một thằng group là, cho nên là các bạn phải gọi thêm cái thằng group.get group position này nữa. Ok. Rồi. Đến cái hàm get group này thì ở đây nó return ra một cái object. Thì đây thì các bạn sẽ return ra mlist group này chấm get và các bạn sẽ truyền cái group position vào đây. Đó. Thế thôi. Thì đây get try thì tương tự, thì chúng ta sẽ return ra mlist item chấm get. Đó, mlist group chấm get, chúng ta sẽ truyền cái group position vào trong này. Sau đó chúng ta sẽ get cái child position ở bên ngoài. Ok. Rồi, đến cái hàm get group id thì các bạn đây các bạn sẽ khai báo cho mình một thằng group object này. Group sẽ bằng mlist group chấm get group position. Đây chúng ta sẽ return ra id của cái thằng group object này chấm get id. Đó, đây cái id của cái thằng group object này. Ok. Rồi, đến cái thằng get child id tương tự, chúng ta sẽ khai báo một cái item object này sẽ bằng mlist item chấm get. Đây chúng ta sẽ mlist group chấm get group position và chúng ta sẽ get cái thằng child position ở bên ngoài. Ok. Đây chúng ta sẽ return ra id của cái thằng item object này. Đó. Rồi, cái hàm mà hair start id này thì các bạn để for cho mình. Đây, cái hàm còn cái hàm e try select able này thì các bạn để true cho mình. Đó. Thằng này thì các bạn để for, còn thằng này thì các bạn để true cho mình. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã xử lý gần hết rồi đấy. Bây giờ chúng ta chỉ còn hai cái hàm mà một cái hàm get group view và một hàm get child view này thôi. Đây, chúng ta sẽ xử lý như sau. Đây, chúng ta có một cái thằng convert view này, các bạn check cho mình nếu như mà cái thằng convert view này mà bằng null. Đây thì chúng ta sẽ gán cái thằng convert view này sẽ bằng một thằng layout in flutter.from. Đây chúng ta sẽ truyền cái parent chấm get context vào đây chấm in flutter r chấm layout chấm đây layout item group là cái đầu tiên mà chúng ta thiết kế. Rồi tham số tiếp theo sẽ là cái view group và tham số cuối cùng thì các bạn để là for cho mình như thế này. Đó. Rồi thì sau khi mà có cái thằng view này rồi thì chúng ta sẽ return ra cái thằng convert view này. Ok. Đây chúng mình sẽ kéo cái này ra một chút. Trong này thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Đây chúng ta sẽ khai báo những cái thành phần view ở trong cái thằng layout item group này. Chúng ta có một cái text view group. Đây chúng ta sẽ quay trở lại với thằng adapter. Đây chúng ta sẽ khai báo một cái text view. Mình sẽ đặt là text view group sẽ bằng convert view chấm file view by id r chấm id chấm text view group. Khai báo view xong thì chúng ta sẽ set text cho thằng text view này chấm set text. Đây thì trước khi set text thì các bạn lại get ra cái object. Đây chúng ta sẽ có một cái group object này sẽ bằng mlist group chấm get group position. Đây chúng ta sẽ set text cái thằng này chấm get name. Ok. Rồi tương tự với cái hàm get child view
thì mình sẽ copy cái phần này nhé cho nó nhanh. Đây, chúng ta sẽ return ra cái thằng convert view này. Ở đây thì các bạn chỉ cần thay cái layout này là layout item. Đây, text view ở đây sẽ là thằng text view item. Text view item. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thay cái này là item object này. Item object sẽ bằng mlist item.get mlist group.get. Đây, group position chấm get child position bên ngoài như thế này. Rồi, chúng ta sẽ set text cho thằng này get name. Ok, đó rất đơn giản thôi các bạn. Nó cứ đi từng cặp với nhau một, tức là một thằng group thì sẽ là một thằng child. Đó, tương tự ở đây thì tất cả các hàm thì mình xử lý lần lượt từ trên xuống dưới. Rồi, chúng ta đã xử lý xong logic ở trong cái thằng expandable list view adapter. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thằng main activity này để chúng ta set dữ liệu lên cái thằng list này. Đầu tiên thì các bạn sẽ khai báo cho mình private một thằng expandable list view. Đây. Đó. Khai báo view xong thì chúng ta sẽ thực hiện ánh xạ view thông qua file view by id. id.expandable list view. Rồi. Các bạn khai báo cho mình một list. Đây. Các group object. Đấy, mình sẽ đặt là mlist group như thế này. Rồi, tiếp theo là các bạn khai báo cho mình một cái thằng map này. Đây, mình đã giải thích rồi. Đầu tiên là một thằng group object. Ok, tiếp theo là một thằng list các item object. Đó. Mlist item. Ok, rồi. Và cái adapter mà chúng ta vừa thiết kế. Đây, expandable list view adapter. Đó, bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo những cái dữ liệu này lên. Đầu tiên ở đây thì mình sẽ viết một cái hàm get data riêng cho nó clear. Đây, mình ví dụ như ở đây đối tượng trả về nó là một map như thế này. Group object này. List item object. Đấy, mình sẽ đặt là get item list như thế này. Ok. Đấy, ở đây thì mình sẽ khai báo một thằng này thôi. Đó. List map sẽ bằng new. Đây, hash map như thế này. Mình ấn enter và mình sẽ return ra cái thằng list map này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ add dữ liệu cho cái thằng list map này. Thì các bạn chú ý này, ở đây chúng ta cần một thằng group object ở đây và một thằng list item. Thì các bạn sẽ khởi tạo cái thằng group object này lên. New group object. Chúng ta sẽ vào cái hàm constructor của thằng này. Một thằng này sẽ bao gồm có hai tham số là ID và name. Đây, mình sẽ quay trở lại với thằng này này. Đây, mình ví dụ như ID là 1 này. Name ở đây thì mình sẽ để ví dụ như là group 1 đi. Đó. 1. Ok, mình sẽ duplicate cái này ra. 2, 3. 2, 3. Ok, đây. Ba cái này. Các bạn đây, nếu như mà các bạn muốn cái thằng group này mà nó hiển thị chữ in hoa ấy thì các bạn sẽ vào trong cái thằng adapter. Đây, cái thằng group này thì các bạn muốn hiển thị chữ in hoa thì các bạn đây, chúng ta sẽ chấm to upscale. Đây, nó sẽ hiển thị chữ in hoa cho chúng ta. Đó, rồi quay trở lại với thằng này. Thì đây là mình đã có ba cái thằng group rồi này. Bây giờ thì mình sẽ tạo ra ba cái list item object. Đây, mình sẽ list item object này. Là item object list 1 sẽ bằng new array list. Đây, object 1 chấm add new item. Đây, chúng ta sẽ chuyển ID này. Name thì mình ví dụ như là item 1. Ok. 2 3 như thế này. 2 3. Ok. Rồi mình sẽ copy cái này ra. Đây là 2 4 5 6 chẳng hạn. Rồi, đây là 3
7, 8, 9. Đó, hơi mất thời gian một chút. Tuy nhiên là các bạn chỉ cần hiểu được cái cấu trúc của cái dữ liệu chúng ta xét là chúng ta sẽ hiểu được. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ add cho cái thằng leadmap này. Đây, các bạn là leadmap.put này. Đây, đầu tiên là một thằng group. Sau đó sẽ là một list các item object. Như này. Ok. Đó, mình sẽ duplicate cái này ra. 2, 3. 2, 3. Rồi, vậy là mình đã viết xong một cái hàm fake data. Rồi, trên này thì chúng ta sẽ khởi tạo cái thằng list list item ở trên này. Sẽ bằng get list item. Ok. Thì các bạn để ý này, ba cái thằng group của chúng ta ấy, cần set cho cái thằng list group này thì nó đều ở trong cái thằng map này rồi, thì các bạn có thể khởi tạo cái thằng ở trên này này, list group này bằng new array list. Đây, và các bạn sẽ truyền cái list item này chấm đây key set như thế này, và các bạn ấn như thế này. Ok. Đó. Rồi, sau khi có hai thằng này rồi thì chúng ta sẽ khởi tạo cái thằng adapter này lên. Sẽ bằng new expandable adapter. Đây, hàm adapter của chúng ta bao gồm có hai cái thằng mà chúng ta khai báo đó. Rồi, chúng ta sẽ truyền vào đây. Đầu tiên là cái thằng list group. Tiếp theo là list item. Rồi, có thằng adapter này thì chúng ta sẽ set cho cái thằng expandable list view. Chấm set adapter expandable view page. Ok, đó, rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta hãy thử build cái tutorial lên xem cái kết quả chúng ta thu được sau khi mà chúng ta xử lý cái thằng expandable list view này như thế nào. Đây, đây các bạn nhìn thấy này, cái kết quả chúng ta thu được cái tutorial của chúng ta có tên là expandable list view tutorial. Đây, chúng ta có 3 cái group 1 2 3 như thế này. Ok. Thì khi mà các bạn click vào đây. Đây, group 1 sẽ là item 1 2 3. Đó, group 2. Ồ. Ở đây mình set là 4 5 6, nhưng mà tại sao ở đây nó lại là 3 2 1? Đây, các bạn đợi một chút, mình check qua code một chút. Rồi. 1 này, 2 này, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi ok, phần fix dữ liệu không có vấn đề. Đây, chúng ta vào là vào lại cái phần adapter. Đây. Oh sorry các bạn. Đây, có một cái rất là mình làm vội quá cho nên là mình sai ở chỗ này. Đây các bạn để ý này. Đây. Ở đây chúng ta check là nếu như cái thằng convert view này thì chúng ta sẽ tạo cái thằng convert view này bằng một thằng layout inflator. Tuy nhiên là cái hàm set dữ liệu là chúng ta cần phải cho ra bên ngoài. Đây các bạn kích copy cái này. Đó, các bạn để ra bên ngoài như thế này. Ok. Đây, tương tự dưới này cũng vậy. Đó, các bạn để ý cho mình nhá. Đấy, rất may thì mình gặp mà cái bug này, bởi vì là mình thực hiện hơi nhanh một chút thì mình giải thích cho các bạn luôn, thì nhiều bạn gặp phải thì các bạn không biết là tại sao cái list view nó hoạt động không giống như cái dữ liệu mà các bạn fix. Rồi, bây giờ chúng ta thử build cái này lên xem cái kết quả nó đã giống như cái list data mà chúng ta fix chưa. Đây, các bạn đợi một chút. Rồi, đây, group 1 này. 1 2 3. Ok. Group 2 4 5 6. Và group 3 là 7 8 9 như thế này. Đó, nó đã đúng với lại cái kích thước cái kiểu dữ liệu mà chúng ta fix ở trong cái thằng main activity này. Ok. Rất may mình gặp các bạn, thì các bạn là chú ý để tránh gặp phải cái bug giống như mình gặp phải nhá. Ok. Rồi. Đây. Phần cuối cùng là mình giới thiệu cho các bạn rằng những cái listener mà các bạn muốn xử lý. Đây, ở cái tutorial mình chuẩn bị thì mình ở đây thì mình đã đây mình sẽ chuẩn bị riêng một cái hàm rồi, thì mình sẽ copy cho nó nhanh. Mình sẽ giải thích cho các bạn. Đây. Đó. Các bạn có thể bắt cái listener của nó ở đây, nó cung cấp cho chúng ta một số cái listener. Đầu tiên sẽ là set on group click, tức là khi mà các bạn click vào một thằng group. Đây, set on try click. Đó. Hoặc là các bạn có thể bắt được trạng thái khi nào mà cái thằng group này nó expand và khi nào nó collapse. Đây mình ví dụ nhá. Ở đây mình sẽ thay bằng cái list group của mình. Đó. Ok. Ở đây thì khi mà expand ấy thì mình sẽ thông báo lên là cái group nào đang expand, còn khi collapse thì mình sẽ thông báo lên là cái thằng group nào nó đang collapse. Rồi bây giờ mình sẽ thử build cái này lên xem cái kết quả chúng ta sau khi mà chúng ta bắt sự kiện này như thế nào. Rồi. Đây các bạn click vào cái thằng group 3 này. Đó thì nó sẽ thông báo là group 3 expand. Ok, các bạn đóng lại group 3 collapse.
Ok, group 2 expand, group 1 expand. Đó, rất là tiện thôi. Nó cung cấp cho chúng ta những cái thằng listener để phục vụ cho cái xử lý của các bạn. Rồi, vậy là bài hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái thằng lead cực kỳ hay và cực kỳ tuyệt vời trong Android có tên là Expandable Lead View. Đây là một cái dạng mà chúng ta sẽ sử dụng khá nhiều bởi vì là cái dạng category rồi product các thứ nó đều có thể sử dụng cái thằng control lead này để hiển thị cái danh sách sản phẩm của các bạn. Ok. Rồi thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp tất cả các bạn trong những cái video lần sau. Nếu như mà thấy nội dung video mình chia sẻ hay ấy, thì các bạn hãy cho mình một like, comment cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để có thể đón chờ khi mà mình ra video mới. Cảm ơn tất cả mọi người.